Siêu Nhân xin chào cả nhà mình ha. Hiện bây giờ Siêu Nhân đã đến với Biên Hòa, Đồng Nai nha cả nhà mình nha. Siêu Nhân ra trạm của bạn, làm như là trạm của bạn Trinh thì phải. Nhưng mà Siêu Nhân chưa có biết tên chính xác ha. Cả nhà mình đợi chút xíu, bạn đi lùa Becky về, Siêu Nhân hỏi cái tên gì thì Siêu Nhân thông báo với cả nhà mình ha. Trạm thì kêu gọi Siêu Nhân là xin một phần gạo của chị Hương Từ. Siêu Nhân đã chấp nhận và Siêu Nhân đã chạy ra đến đến Đồng Nai, Biên Hòa cái nhà ha. Hiện bây giờ là trạm nhận được cái là 300 kg gạo của chị Hương Từ nha cả nhà mình. Ở đây tới 100 mấy chục bé, đâm ra trạm nhận được 300 kg gạo bằng nửa tháng gạo ăn cho các bé ha. Thì Siêu Nhân đã điện thoại và gạo đã đem chở vô. Thì chị Hương Từ ơi, cái này là gạo của mình chở đến nha chị nha, 300 kg nha chị ha. Rồi để Siêu Nhân thanh toán tiền gạo xong rồi sẽ vô quay các bé ở trạm cho cả nhà mình xem ha. Và sẽ nói cho cả nhà mình nghe trạm đang gặp biến cố rất lớn. Chủ trạm gọi cầu cứu Siêu Nhân, nếu mà thật sự ra trạm đang gặp phải một cái vấn đề rất là khó khăn là phải di dời các bé, không thì sẽ bị thưa kiện và đang nghe lình xình gì có việc thiêu quỷ gì đó cả nhà mình. Thật sự Siêu Nhân nghe không có rõ lắm, nhưng mà đang bị thưa kiện rất nhiều. Vì cái chỗ này là Siêu Nhân nghe được cái lệnh có cái gì là có gì thiêu quỷ hay gì đó. Siêu Nhân nhận lời chạy ra liền ha. Bây giờ mời cả nhà mình xem cái hoàn cảnh trạm như thế nào cùng với Siêu Nhân nha. Rồi Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện bây giờ Siêu Nhân đang đến với trạm. Em tên gì? Dạ, em tên Linh. Hả? Em tên gì? Dạ, em tên Linh. Linh hả? Dạ. Trạm của bạn Linh ở Đồng Nai ha cái nhà mình ha. Đây em cho anh gửi cái này kẹp vô, có gì anh nói cho nó rõ, kẹp vô cái bao đó. Kẹp đó, em ngược lại. Nó kẹp này. Rồi. Dắt nó vô đi. Thì trước khi Siêu Nhân quay các bé thì Siêu Nhân nói cả nhà mình trạm của em Linh ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai, chỉ nói như vậy thôi chứ còn địa chỉ chính xác thì không nói được đâu cả nhà ha. Thì Siêu Nhân ra tới đây đã kêu gạo và có thời gian Siêu Nhân quan sát thì thấy một số bé, thật sự ra mà nói các bé đang bệnh. Siêu Nhân nhìn thấy các bé cho con nhỏ lứa này nè, lứa này thì đang bệnh. Có phải là tụi nó lứa đang bệnh không em? Dạ. Đúng không? Vâng. Đó thì không biết như thế nào thì để bạn Linh sẽ cho cái nhà mình biết ha. Rồi Siêu Nhân nhìn thấy nói chung là hậu cà rê để lại vẫn có, như bé này là bị nè, đúng không, nó đang giật nè, nó bị hậu cà rê đúng không, hay là nó sao? Bị canxi á anh, em đi canxi à? Vâng, em đi khám là nó tụt canxi, em có mua thuốc canxi cho nó uống, hổm giờ là nó đi được rồi. Hôm bữa nó lết. Dạ, hàng chơi giống như hậu cà rê vậy nè, cái nhà này coi. Dạ, đó vậy. Đây đó. Đây mua cái hộp canxi, họ ở thú y họ bán, họ nói cái nó bị cái này. Rồi bây giờ mình đi thẳng vô vấn đề đi ha. Thì bạn Linh á có gọi điện cho Siêu Nhân là xin một phần gạo của chị Hương Từ ở cái bè. Thì hôm nay á là em cũng nhận được một phần gạo của chị Hương Từ cái bè là 300 kg ha, bằng nửa tháng gạo cho các bé ăn. Thì mình đã kêu vô ha, rồi anh sẽ đưa tiền cho em thanh toán. Một cái nữa thì em nói là trạm của em đang bị lũng củng rất là lớn, sợ là thưa kiện rồi có thể là dẫn đến con đường là di dời các bé, là phải như là nếu mình ấy không kịp là sẽ bị hầu như em lo, giống như vấn đề là cũng giống như là phường xã là xuống là có kiến nghị như là mình phải đi di dời, không làm gấp rút thì sẽ bị thiêu quỷ tất các bé đúng không? Dạ thì hồi nãy anh cũng nghe họ nói đó. Đúng rồi, thì dạ. Siêu Nhân đến đây thì Siêu Nhân cũng có nghe chòm sớm phiền nàng. Rồi Siêu Nhân tiếp tục các nhà mình ha, nãy giờ Siêu Nhân mất dừng lại nghe cái cuộc điện thoại gấp quá đó. Thì em nhận được là 300 kg gạo của chị Hương Từ ở cái bè ha. Rồi trước hết như là vô quay các bé đó, thì cái hoàn cảnh của mình là nói là hồi nãy anh cũng nghe là bị chòm sớm tới thưa kiện. Thật sự ra có anh chứng kiến thì các bé nó đông và nó ồn ào, có thể là di dời vậy đó. Nhưng mà rồi em cho cả nhà mình biết là cái chương trình của em di dời các bé đi đâu và có dự định sẵn một cái kế hoạch nào di dời các bé chưa, chứ tình hình là không ổn. Rồi một cái nữa thì là anh nhìn thấy giống như ở đây có một cái chuồng mèo. Dạ. Các bé đã bệnh rồi đúng không? Cái chuồng mèo con này nè. Dạ, anh đúng thấy rồi, rất là tệ. Đây, qua đây.
Dạ. Có sao siêu nhân đi tới đâu là siêu nhân nói sự thật cái đó, không có che, không có giấu được cái nhà ha. Đây là các bé con, chó con siêu nhân này. Nhìn thấy là hầu như là có hiện tượng bệnh, siêu nhân nói đây. Bây giờ để siêu nhân hỏi lại em nói tên gì em quên rồi. Dạ em tên Linh. À tà, em Linh. À thế coi như thế nào, còn bầy mèo con cả nhà mình thấy nè. Ở trong một cái lồng chuột mà nhìn giống y như là đi chỗ mà đi bán thịt vậy cả nhà mình. Tháng này tụi nó lâu nhoi lúc nhúc mà rất là tội. Thì em cũng cho cả nhà mình biết là sao mà mình còn nhốt tụi nó mà không được thả ra các bé này từ đâu vậy đó. Em đi làm về em thấy họ bỏ ngay trước cửa nhà đây nè. Nguyên cái lồng như vậy rồi em thấy nó bị nhập mắt. Em mua thuốc nhỏ mắt của đôi mắt á. Em về em nhỏ rồi hôm giờ là nó ăn được rồi, nó thấy nó cũng lanh lanh được tí rồi. Hôm bữa là nó nguyên lồng vậy luôn á hả? Vâng, đó y vậy đó. Đấy, để nguyên cái lồng vậy luôn. Dạ. Mà đang bị nhắm mắt hả? Vâng, nhắm mắt hôm bữa còn không thấy đường. Em với con gái coi như là bắt mấy cái con ghèn ở đây của nó ra nè, xong bắt đầu nhỏ thuốc nhỏ mắt vô rồi cho nó đó. Bệnh mắt hết luôn rồi. Vâng. Hết luôn rồi. Mà em cũng chẳng biết nó từ đâu nó đến nữa. Để ngay cửa luôn. Vâng, để ngay cửa này. Lúc em về em có quay trực tiếp lên Facebook của em đó. Nói chung là em có trình bày cộng đồng rồi, coi như vâng. Là còn các bé này là em có được chữa trị chưa mà anh thấy? Có em chữa trị hết á. Em cho uống uống thuốc uống cái lá lược vàng, xong rồi em bơm cháo, rồi em chích thuốc kháng sinh với thuốc bổ hàng ngày cho nó đó. Mà tụi nó là em cứu về hay là từ đâu mà? Tụi nó là em đi làm về họ cũng để 20 con ở đây. Đây là đây tụi nó đây hết đây nè, mà những bé đó là nó. Dạ, em chưa dám cho nó xuống dưới kia. Siêu nhân nhìn là biết bệnh liền luôn. Đây nè. À, cứ như là đi làm về là người ta cũng rinh một chuồng mèo ta để trước cửa và một chuồng chó để trước cửa luôn. Hai cái lồng chó. Mỗi lồng là chục con. À. Vâng. Mỗi lồng là 10 đứa, hai lồng là 20 đứa với lại một chuồng mèo này. Vâng. Rồi, cả nhà mình nghe thật sự ra khổ chủ trạm không? Ta biết mình yêu thương vậy đó, rất là rinh để mà các bé này bệnh hết. Chú nhân nó, cả nhà mình thấy nằm giật không? Đây nè. Bệnh hết, không có sự lanh lợi. Thế em phải để riêng mấy cái lồng, đứa nào bệnh nặng em để riêng ra mấy nhưng cái lồng. Như vậy thì mình chưa có được sự cách ly nè, rồi bắt đầu là tụi nó lây mấy đứa mình. Mấy đứa mình ở đây được chích ngừa hết chưa? Có, em có chích ngừa. À. Mình, mấy cái này là em mới sổ giun thôi, hôm bữa về em sổ giun xong em chờ để nó khỏe em mới chích ngừa được. Trạm của mình là có bao nhiêu bé? Trạm của em bây giờ tính là chắc hơn 100 đứa rồi đó. Hơn 100 bé chó rồi. Dạ. Còn hai đứa này sao bự con quá mà sao? Hai cái đứa này là người ta kêu người ta bán nguyên một gia đình của nó. Rồi các em cũng có kêu lên Facebook, em kêu mọi người cứu, không ai cứu hết, thế là em cứu về luôn. Bán hả? Gia đình người ta bán? Vâng, họ bán với cái con này là cái con này. Con này với lại hai cái bé này nè, với lại hai bé đó, với lại 7 con chó con mà giờ em đang nhốt ở dưới, con đó nó không có bệnh. Cái này là em mua có cha có mẹ đó đàng hoàng, thì em mang xuống dưới em để. Còn những cái này là nó họ đưa đến đây là em thấy nó bệnh em không dám có đưa. Có như là gia đình người ta kêu bán nguyên một bầy vậy đâu, nguyên đại gia đình đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hai vợ chồng đó. À. Với con này với 7 con. Trời ơi. Rồi em cũng phải nhờ ông này đi làm về chở về chứ em đâu có đi bắt được, nó dữ lắm. Tới giờ này em mang về cả tháng rồi nó chưa quen được em. À, chưa quen được. Còn vâng. Con bé cháu trắng kia thì ở ngoài được bỏ vô. Nó ngoài nó chui vô, còn nó chạy. Nằm luôn. Vâng, chui vô trong nó chưa. Bây giờ là bị đang cố gắng di dời các bé vô trong ở nhà mình, tại vì bị thưa kiện đó, di dời các bé vô trong bớt á. Còn cái vấn đề này thì là cái mà nhưng mà cái bầy chó này bị bỏ lâu cho em, 20 con chó này nè. Bị bỏ chắc cũng 10 ngày rồi đó anh. À. Vâng. Thì 10 ngày rồi về bắt đầu em sổ giun. Các bé đâu có khỏi hết đâu cả nhà mình. Nó mấy đứa nhỏ này nè. Đâu khỏi hết đâu. 10 ngày. Vâng. 10 ngày mà em chích người ta chỉ nói là chích được 5 ngày thôi. 5 ngày. Ôi cha đừng quá. Con này viêm da nặng quá. Vâng, em cho uống thuốc nét ga rồi đó. Uống mấy viên rồi? Mới có viên nè anh, mà nó khô đó, hôm bữa là nó chảy máu ghê đó. Cỡ bị nặng như bé này phải uống 2 viên. Dạ, vâng. Phải 2 viên, một viên này rồi cách... em cho uống một viên được 10 ngày rồi. À, thêm tầng nữa đi, thêm tầng nữa rồi thêm tầng nữa rồi cho uống viên thứ hai là mới hết nổi. Dạ. Nặng quá. Ngáo, thương lắm, ngáo, khô thương. Ừ. Còn em nói là quay trở lại cái câu chuyện em nói là cầu cứu
cộng đồng coi như là chung tay phụ với em để em di dời các bé là như thế nào, em cho cả nhà mình biết rõ chi tiết chút xíu. Thì em bà sếp của em á, bà có trong văn phòng á thì mỗi người có cho em một ít tiền là mua được một miếng đất rồi, là được 200 m2, là em công chứng ngày hôm qua xong rồi. Thì bây giờ em muốn nhờ cộng đồng á là phụ cho em xây cái tường rào làm cái nhà cho tụi nó để em di dời vào đấy cho nó yên, chứ ở đây người ta hôm cách đây một tuần á là có một bé đốm của em bị người ta bắn, họ bắn cái cây sắt từ bên này qua bên này nó chết, lúc em về em còn ôm nó. Nó giấy nó đặt là họ bắn lủng cái hầu. Vâng. Thì em bảo là chắc là không ở được với những người ác ôn như vậy, họ không có thương động vật. Thì em mong là ai mà thương động vật thì chung tay cùng với em để làm một cái trại đơn sơ cũng được cho tụi em bây giờ đấy, em đi làm có xa tí cũng không sao. Nhưng mà an toàn của tụi nó là quan trọng nhất, thì em mong cộng đồng giúp đỡ cho em. Bị bắn ở sân này của mình luôn hả? Vâng, họ đứng ngoài đó bắn bé nằm ngay chỗ này luôn. Mà về là em thấy là lủng lỗ từ bên này qua bên này. Trời là ơi. đang còn giấy chết, chưa chết, giấy chết rồi em ôm nó là nó chết trên tay em, là em đem nó đi em chôn rồi. Có nghĩa là bây giờ là người ta thưa kiện mình mà mình chưa có làm kịp, đâm ra người ta có đúng một rồi. Cái hành động tại đó. Vì em đi làm nữa cơ, em không phải là em chỉ rảnh có buổi chiều như vậy thôi, còn ban ngày là em phải đi làm về em kiếm tiền em lo chứ còn. Anh nghe mà em mới vừa trao đổi cho mình biết là em được ship, em tặng cái như là mỗi người mỗi tí tặng mua miếng đất à? Dạ đúng rồi, mua xong luôn rồi, họ cho tiền em xong coi như là thủ tục đồ xong hết rồi, bây giờ là chỉ có mình vô mình làm lên mình ở thôi. Đường điện thì cũng có rồi. Đường điện có sẵn luôn rồi. Đó, họ vậy. Với lại hàng xóm trong đấy cũng có tâm. Họ nói là sau này nếu như mà em vô đó ở thì họ hỗ trợ cho em chăm sóc nuôi phụ, thì họ muốn làm nhưng họ làm không được. Từ đây vô đó xa không? Dạ có 10 cây số. Rồi nữa ví dụ anh hỏi thêm, hỏi là phải hỏi sâu luôn. Dạ, ví dụ dạ. Như một khi mà làm xong cái trạm đó rồi, vâng. Khi mà em làm về rồi em ở trong đó với tụi nó hay là em về đây em ở rồi bỏ không, cái nhà này là nhà em thuê, em ở trong đó với tụi nó luôn. À, nhà này nhà thuê à? Vâng, nhà này nhà em thuê đó, chứ không phải nhà của em. Là lúc mà dọn trạm xong hết là có nghĩa là em làm gì? Em sẽ trả cái nhà này lại. Dạ đúng rồi. Trả nhà này lại vô trong đó ở chung với tụi nó luôn. Dạ dạ. À ok. Vâng. Thì được ship tặng miếng đất vậy sao mình không xin ship xây dựng luôn. Người ta nói là họ chỉ cho em miếng đất thôi. À. Còn em nói là em ở chứ còn em nuôi chó họ không có biết. Đó cho nên họ không có biết em nuôi chó, cho nên là kêu là mua cho em miếng đất. Rồi khi nào em có tiền em làm nhà em ở, chứ còn họ không có biết là em nuôi chó. Vâng. Được bao nhiêu mét vuông em? Dạ 200 m, em có giấy tờ trong cốp xe kìa, xong rồi là được 200 m2. Bây giờ có nghĩa là bây giờ mình mà xây dựng trạm hay là xây dựng nhà thì cái đó là không, những xây, cái đó em xây dựng đúng không? Không vâng, có sợ. Vâng, em ở sao cũng được, em xây dựng trạm thôi, em xin cái bờ bao cho tụi nó khỏi có chạy ra ngoài khỏi có ấy thôi. Rồi ý em muốn nhờ anh là đăng lên cộng đồng, cái là xin cộng đồng mình chung tay là cho em xây được cái bờ bao. Vâng, xây được cái bờ bao giáp dòng của miếng đất á ha, rồi để em đưa tụi nó về. Hiện bây giờ miếng đất là miếng đất trống hay là miếng đất, có nhà miếng đất trống, có nhà gì cho nó chưa? Không, miếng đất của em là không có cái nhà nào hết á, nhưng mà chung quanh thì có nhà người ta nuôi heo. Đất ở đó nó kiểu mà nó rộng á, thì một người người ta có khoảng 2 sào chứ không có xét sát như ở đây, cho nên là nó không có cái đuôi. Có nghĩa là bây giờ xây được cái bờ bao nhưng mà cũng phải xây được cái nhà cho tụi nó ở nữa chứ, xây bờ bao xong rồi thả tụi nó, chỗ nó trú mưa trú nắng chỗ nào, miếng đất trống mà phải không? Vâng đúng rồi, cái miếng đất trống đó. Kể cả bây giờ là em về em sinh sống cái đó cũng chưa có nhà để em ở luôn. Không, em ở đâu cũng được, không có cần thiết mấy, chỉ cần lo cho tụi nó thôi chứ. Còn em là một chỗ ngủ. À, cái bề ngang em cho anh biết sơ được miếng đất có nó đang gò không hay là nó nằm nó như... thẳng tưng luôn, mà là một bề ngang á là 10 mét chạy dài 20 m, mà nó đã có một tường rào một bên rồi. À. Một bên một đằng trước, một bên bây giờ mình chỉ có một bên đó với đằng sau. À, như thí dụ bây giờ miếng đất của mình hình chữ nhật đi mà bây giờ là mình đã được mà 4 vách tổng cộng đúng không? Vâng, được 2 vách rồi. Được 2 vách là một vách dài, một vách ngắn rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thiếu một vách ngắn và một vách dài nữa là đủ. Dạ đúng rồi.
mà cái chương trình đó thì đất đó là đất gò hay là nó có ruộng hay là không? Đất có... gò, đất gò. Đất gò có nghĩa là bây giờ mình môi sơ sơ xuống là bắt đầu là mình sẽ xây cái bờ bao để cho các bé vâng, nó khỏi đúng, chui đúng ra rồi. Thôi dạ. Còn có tiền thì mình xây cao lên giống như cái bờ tường này. Dạ. Đó, còn không có tiền thì mình sẽ dừng tôn. Làm dừng tôn. Dạ. Cho các bé nó khỏi thấy bên ngoài rồi nó khỏi sủa. Dạ. Cái đó là cái bờ bao, còn cái vấn đề là xây cái trạm nữa, vấn đề là xây cái chỗ cho tụi nó trú mưa trú nắng rồi nữa. Dạ, thì nó có chỗ cho tụi nó, thì còn em thì em nằm chỗ nào cũng được. Ừ. Rồi em nuôi cái này tụi nó lâu chưa? Dạ, em nuôi cũng được 4 năm rồi. 4 năm, cứu tụi nó được 4 năm rồi hả? Vâng. Thì cả nhà mình cũng nghe bạn Trinh, cũng như là chủ trạm đã hiện giờ đang nuôi trên 100 bé, bị người ta ném dục rồi trước cửa nhà, đồ vậy đó cả nhà ha, đã trao đổi và... trên Facebook của bạn Trinh đó có chia sẻ lại những cái cảnh mà các bé bị bỏ rơi. Thì hơn nữa thì siêu nhân lúc siêu nhân đến á thì có chòm sớm hai ba người tới nói cái vụ mà hôi thối và các bé ồn ào, mà bạn Trinh á lại là có một cái tư thế sẵn sàng, coi như là được người ship người chủ gì đó tặng cho miếng đất rồi, còn bây giờ là vấn đề là phải di dời các bé. Bạn Trinh thì nhờ siêu nhân xuống quay lại cái hoàn cảnh của trạm, hơn nữa thì là biết được cái sự việc thực tế, xin cả nhà mình chung tay để có được di dời các bé đi. Một cái nữa thì là cũng xin một phần ăn gạo của chị Hương Từ ở cái bè. Thì chủ nhân nhìn thấy các bé, nếu như mà trừ 20 bé chó con mới lụm và trừ cái chuồng mèo này ra thì chủ nhân nhìn thấy nói chung là cũng tương đối. Còn bây giờ đã dướng 20 bé chó con mới lụm vô với là chuồng mèo vô thì thấy đâm ra cái hoàn cảnh của trạm nó hầu như là thấy rất là tội nghiệp. Tại vì đây là cái nhà mình, các bé nó nằm dày không à, cho mèo con thì như vậy. Bây giờ tụi nó bị đau mắt hết trơn, chủ nhân cũng thấy thiệt. Này đỏ lét hết trơn, con mắt là nhậm tích rồi đây nè. Thì cũng đâu được thả ra được gì đâu, thả ra rồi làm sao mà cứu chữa đây nè. Trời ơi. Trời ơi trời, tội nghiệp không? Dạ. Em có chuyên về nuôi mèo không? Dạ không anh, em không có chuyên về nuôi mèo. Trước giờ em nuôi chó không mà người ta vứt đó thì em thấy nó đau mắt. Bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu ngày rồi? Người ta vứt được tuần rồi. Cái này cần cái sự mà có ai chuyên nghiệp về nuôi, trạm nào mà chuyên về mèo cứu mèo của cả nhà mình thì có thể là cứu được các bé, chứ còn không chuyên mà để các bé dày rồi lấy cái tấm nó trùm lên như vậy thì ở ngoài này nó đông á, rồi nó ngợp, rồi nó hầm, nó nóng nữa. Dạ không anh, coi có trạm nào chuyên về mèo anh kêu giúp giùm em cái bầy mèo này, chứ giờ em bỏ là em không có đành rồi đó. Em cho ăn ba tê rồi mình thuốc nhỏ mắt cho nó. Bây giờ như vậy đi cả nhà mình ha, siêu nhân sẽ bạn Trinh cũng chịu thiệt là bạn Trinh không có kinh nghiệm về chăm sóc mèo, mà hơn nữa thì đây là mèo con mà người ta đã bỏ trước cửa như vậy rồi. Siêu nhân nhìn thấy bệnh thì bạn Trinh cũng nói là nếu như mà siêu nhân có quen biết cái trạm nào mà nuôi mèo mà có kinh nghiệm hơn bạn Trinh á thì hãy giang tay cứu giùm cho 20 bé hay 10 bé chị? Này mười mấy em á cơ. Mười mấy bé mèo này. Dạ dạ. Thì siêu nhân sẽ đăng tải cái clip rồi lên gấp. Thì xin các mạnh thường quân cũng như là các quý khán giả như là các trạm đó truyền tay nhau share cái clip này lên. Rồi thí dụ như để coi chủ trạm nào mà có kinh nghiệm cứu bầy mèo này thì hãy liên lạc lại với bạn Trinh ở Biên Hòa, Đồng Nai, lên đón bầy mèo này về chữa trị giùm, chứ thôi để các bé đi hết. Cả nhà mình thấy là rất tội, đứa nào đứa nấy hầu như là không có mở mắt được mà lèm nhèm hết trơn rồi, điều hết luôn á. Dạ. Số điện thoại của em đi, số điện thoại của em. Dạ 0937 092600. 0937 092600. Dạ. Đây là số điện thoại của bạn Trinh. Thì siêu nhân cũng xin cả nhà mình là giang tay trước hết là cứu cái bầy mèo này là một. Một cái nữa thì đây cũng là cái số bạn Trinh. Siêu nhân cũng xin cả nhà mình trong nước cũng như ngoài nước biết đến, chung tay với bạn Trinh để phụ với bạn Trinh mỗi người mỗi tí. Xây dựng một cái máy ấm mới cho các bé được yên, phải như là an toàn, chứ còn để đây thì thưa kiện cái này mà các bé thì bị người ta không có thương rồi, người ta đứng bên ngoài người ta sẽ bắn vô như vậy đó. Bạn Trinh mới gì trao đổi cho cả nhà mình nghe thì các bé sẽ chết. Hơn nữa thì nếu như mà mình không di dời kịp mà kéo dài hoài, cứ thưa kiện hoài thì sẽ dẫn đến con đường giống như bạn Trinh nói hồi nãy là sẽ bị thiêu hủy.
thì siêu nhân mong cả nhà mình trong nước như ngoài nước là hỗ trợ với bạn Trinh nuôi các bé ha. Như là 20 bé chó này thì cả nhà mình thấy bé này lúc giờ chờ chết chứ làm gì. Bé này quá yếu rồi em ơi. Không, vẫn lành lắm đó anh. Hả? Nó vậy dạ. Đây con, đây. Này nó đứng đây con. Anh không đây, nổi ngoắc đuôi rồi. Lắc đuôi nó tội lắm. Ô ra đây con. Đứng hết nổi rồi. Đi được. Tụi này nó bị ký sinh trùng máu rồi, nó cho con mà. Đứng lên đi con. Nó chèm nhèm hết rồi. Thôi em để cho nó nằm đi, em chích thuốc cho nó đi. Đứng hết nổi dạ, rồi. Dạ, tới chiều em chích thuốc tại sao. Đó. Ô thương nó vậy mà còn nó vẫn lắc đuôi. Vậy mà nó bỏ đó. Hai chục đứa đó. Rồi, em về mời cả nhà mình xem cái cảnh thực tế của trạm là ở phía sau ha. Dạ, đi vô trong nhà luôn là dạ, xem các bé. Xin cả nhà mình chung tay. Trời ơi, sao trong đây nằm trong đây nữa hả? Nó nằm cả nhà. Mang dép luôn à? Dạ, anh cảm ơn. Xin cả nhà mình chung tay mỗi người mỗi tí phụ với bạn Trinh làm một cái trạm mới để mình có chỗ mình di dời các bé đi nha cả nhà mình. Chân thôi bị bắn và bị thiêu quỷ luôn, tội nghiệp lắm luôn. Còn gạo đây là chở vô rồi nè nha chị Hương. Dạ. Cái bè mình ha, gạo mới dạ. Chở vô. Đây là thức ăn và cơm cho tụi nó. Rồi bây giờ đây nữa nè anh, đó một bữa nó ăn rồi này. Rồi, cái này rồi. Là của cái này gan là của cho con. Vâng, đầu gà là của chó lớn. Đó, tí em bóp nó nhừ hết rồi, em nấu nhừ hết rồi, em bóp rồi ra hết rồi. Em làm nhà nước à? Dạ, em làm trong bộ đội. Như vậy, ở trong sông sân bay quân sự, em làm trong sân bay quân sự. Ít nhiều vậy em cũng quen trong đó chứ sao đừng có bao giờ để cho dẫn đến con đường mà thiêu quỷ tụi nó nha. Dạ. Có gì cái mà từ từ nha. Vâng, thì em cũng xin người ta từ từ cho em di dời á. Cả nhà mình cũng yên lòng một phần nào tại vì đang làm việc nhà nước hơn nữa thì cha mình ra cái nó tràn vô à. Cắn không con? Dạ đúng rồi, tim đó. Vậy mà mình không có cách chữa trị là nó bị thiêu quỷ là chết luôn. Đó là em này đã đào cũng được hết cả nhà ha, thấy các bé cũng em đào hố để em cho nước thải đây, em tự đào tự thôi á. À, làm hố để chứa phân chứa thải tụi nó. Đã nói không sủa. Không sủa. Ồn ào cái đầu sủa hoài là bị thua kiện không biết đi đâu giờ. Nên nín nè. Đúng rồi, ồn ào quá là đủ đi gấp rồi. Thôi. Khá đông nha cả nhà mình ha. Nó làm nó kẹt kìa. Một cái khúc sau này cũng hơi tương đối rộng nhưng mà bây giờ người ta đã đây là khu dân cư, cả nhà mình thấy nè, đó nhà khắp không giờ sao chịu nổi. Nè, nhà không đó, cái không à. Phải thưa kiện là đúng rồi. Thì bây giờ đúng ra thì siêu nhân sẽ qua xem miếng đất của bạn Trinh để quay cho nhà mình xem, nhà mình xét duyệt. Có thể là di dời các bé nhưng mà giờ cũng trễ rồi. Thì siêu nhân hẹn khi khác hay cả nhà mình hẹn dịp khác siêu nhân nếu mà được cả nhà mình chung tay siêu nhân sẽ xuống quay cái miếng đất cụ thể cho cả nhà mình xem chứ giờ cũng trị siêu nhân còn nữa. Hơn nữa thì im rồi cả nhà mình cũng nhìn thấy hết cái hoàn cảnh của trạm và nói chung là bạn em Trinh đã chia sẻ cho cả nhà mình xem cái sự khó khăn của trạm. Các bé đang có nguy cơ hầu như là bị thưa kiện và dẫn đến con đường xấu nhất của các bé. Thì bây giờ thì siêu nhân đã ghi hình lại, còn hẹn một ngày nào đó gần nhất siêu nhân sẽ đi đến quay lại cái mặt bằng cái như là cái miếng đất của bạn Trinh mới vừa mua được, chuẩn bị giờ các bé về. Nếu mà được sự chung tay của cả nhà mình thì siêu nhân sẽ đi ra trực tiếp vô cái miếng đất và xây trạm cho các bé. Thì hôm nay em cũng được chị Hương Từ ở cái bè
hỗ trợ cho mình 300kg gạo ha. Thì anh cũng mới biết em thì nói chung là trong cái sự khó khăn thì với lại em cũng có làm việc bên nhà nước qua chút xíu á, dù ít nhiều gì mình cũng quen biết chút đỉnh. Thì hy vọng rằng có chuyện gì xấu nhất đến các bé thì em cũng nói ha, chờ đợi chứ đừng có để dẫn đến con đường mà thiêu tụi nó hết cái chết luôn á. Rồi em có đôi lời gì muốn nhắn gửi với quý mạnh thường quân không? Dạ, trước hết em xin cảm ơn chị Hương Từ đã giúp đỡ cho trạm của em. Em xin cảm ơn anh siêu nhân đã làm cầu nối cho trạm của em. Thì em xin mạnh thường quân trong và ngoài nước thương cái hoàn cảnh của mẹ con em như vậy, thì xin chung tay giúp em nuôi tụi nhỏ. Chứ em làm việc nhà nước thì cũng không có được bao nhiêu tiền, em đổ vào tụi nó hết rồi. Chứ không có tiền để làm trạm thì thôi, xin cho nó có cái chỗ trú mưa trú nắng. Em thì chỉ có bỏ công sức ra em nuôi thôi. Còn xin quý mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay cùng với em. Rồi vậy ha cái nhà ha. Mạnh Trinh gửi lời cái như là cầu xin với cả nhà mình chung tay mỗi người mỗi tí để cho, lo cho tụi nó an toàn chứ không thôi nguy hiểm đến tính mạng các bé ha. Kể cả bên chính quyền và cái người dân nữa ha. Cả nhà mình thấy nè, xung quanh là khu dân cư không nè, mà tụi nó như vậy thì là rất là phiền. Đảm ra là người ta đã nói mình nhiều lần người ta không được là dùng cái biện pháp là bắn các bé rồi đó, cả nhà mình nghe rồi đó. Xin nhân cũng xin cả nhà mình chung tay ha, xem xét được cái hoàn cảnh của trạm của anh Trinh, mỗi người mỗi tí nha cả nhà mình nha. Thôi siêu nhân xin tạm khép clip này lại ha. Cuối clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Cả nhà mình xem xét cái hoàn cảnh của em Trinh, giúp cho mẹ con của em Trinh có được một cái chỗ ở mới an toàn nha cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình.